Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em lại tiếp tục quay cho mọi người xem toàn bộ xe đang có mặt tại cửa hàng Speed Car số 91 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội mới nhá. Ở đây thì bên em có đủ các dòng xe để cho mọi người lựa chọn, từ những xe sang cho đến xe bình dân, thậm chí là Lexus LX 570 cũng có này, VinFast Lux A này, rồi Kia Morning cũng có một chiếc xe chưa đến 500 triệu và một chiếc xe gần 10 tỷ đồng đều có mặt tại cửa hàng mới nhá, có đầy đủ hết. Không thiếu xe nào cả, nên là mọi người có thể qua đây để xem xe và trải nghiệm về từng chiếc xe của bên em, có đầy đủ cho mọi người lựa chọn đủ các phân khúc mới nhá. Trước khi báo giá và giới thiệu từng sản phẩm của bên em thì em xin phép được tự giới thiệu, em là Song Thảo, chuyên mua bán ô tô tại Hà Nội. Cửa hàng của em ở số 91 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội mới nhá. Speed Car. Bây giờ thì em xin phép được giới thiệu qua một chút. Cửa hàng em thì mua bán tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, đặc biệt những dòng xe cao cấp, xe sang và xe siêu lướt. Bên em nhận thu mua đổi các lại các dòng xe, và ngoài ra nữa thì có dịch vụ giao xe đến tận nhà cho khách hàng. Khi mà khách hàng mua xe, khách hàng chỉ việc ở nhà thôi là bên em có thể giao xe đến cho mọi người rồi. Đó, giao xe toàn quốc, thu mua toàn quốc. Nếu như anh chị muốn bán thì có thể bán cho bên em, bên em sẽ nhận thu mua lại nhá. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu từng sản phẩm của cửa hàng. Đầu tiên thì một chiếc Lexus LX 570 phiên bản Super Sport MBS 4 chỗ, màu xanh cực kỳ là đẹp luôn, và hàng hiếm 4 chỗ mọi người nhá. Super Sport, chiếc xe này bán 9 tỷ 999 triệu. Đó, biển số Hà Nội mọi người nhá, em đang che lại biển thôi, biển số Hà Nội. Tiếp theo, đây là một chiếc VinFast Lux A bản Plus sản xuất năm 2022, màu đen bản Plus mọi người nhá. Sản xuất năm 2022, lên khá là nhiều đồ chơi rồi. Sản xuất 22 ạ. Đó, em xin nhắc lại là sản xuất 2022, màu đen, biển số Hà Nội, chạy 1 vạn km mọi người nhá. 755 triệu chiếc xe này mọi người nhá, 755 triệu, rẻ hơn hôm trước. Chiếc Lux A màu vàng của em hôm trước em bán đó đã là 765 triệu rồi. Bây giờ chiếc này màu đen biển số Hà Nội mà rẻ hơn. Đó, 755 triệu mọi người nhá. Tiếp theo bên cạnh thì em có một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2022 bản GT Line, sản xuất năm 22 luôn mọi người nhá. Phiên bản GT Line bán với giá là 455 triệu, chạy 1 vạn km, biển số Hà Nội mới nhá, rất là đẹp luôn. Ở bên trong đây thì em sẽ có một chiếc, ở đây hiện tại em có Kia Optima sản xuất năm 2012, màu vàng cát, xe nhập khẩu nguyên chiếc Kia Optima mọi người nhá. Chiếc này 425 triệu, giá cực kỳ hợp lý, 425 triệu, biển số Hà Nội. Bên đây thì em có chiếc Fortuner phiên bản 2 cầu máy dầu. Em bán rồi mọi người nhá, chiếc này em bán rồi. Tiếp theo ở đây thì em có một chiếc C300 phiên bản AMG sản xuất năm 2013, màu đỏ, biển số Hà Nội, xe chạy 7 vạn km. Chiếc này em bán với giá là 588 triệu mọi người nhá, 588 triệu. Bên đây thì em sẽ có một chiếc E300 sản xuất năm 2009, model năm 2010, mẫu mới đã được cần số điện ở trên vô lăng rồi mọi người nhá. Chiếc xe này thì màu đen, chạy 9 vạn km chuẩn, zin 9 vạn km. Và hiện tại thì em đang bán chiếc E300 2009 model 2010 với giá là 555 triệu. Chiếc xe này em khẳng định luôn là trong phân khúc E300 ở đời này, em chắc chắn chiếc này là một trong số những chiếc xe đẹp nhất còn sót lại tại thị trường Việt Nam chúng ta, bởi vì nó rất là mới và rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Ở đây thì em có chiếc Cerato 1.6 2020 mọi người nhá. Chiếc này hiện tại em đang nhận cọc rồi. Đó, nhận cọc rồi. Bên đây thì em có một chiếc E200 sản xuất năm 2014, màu đen, chạy 7 vạn, biển số Hà Nội. Em bán với giá là 688 triệu mọi người nhá. 688 triệu, rất là đẹp. Đó, đây. Tiếp theo đây là một siêu phẩm cực hiếm tại thị trường hiện tại. Bây giờ em bán giá cũng rất là rẻ, hợp lý. Rẻ nhất em chắc chắn luôn là giá hôm nay cập nhật giá mới và rẻ nhất thị trường thời điểm này, với một chiếc BMW 730 Series 7, chạy 3 vạn km, màu xanh Kawasaki, biển số Hà Nội, nội thất màu kem, giá chỉ 2 tỷ 8 mỗi nhá. 2 tỷ 800 triệu đồng là mọi người đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Mà trước đây, cách đây khoảng 6 tháng, em bán một chiếc này màu trắng giá 3 tỷ 550 triệu. Thật sự là rẻ rất nhiều. 6 tháng sau, mỗi tháng
giảm đi 100 triệu, bây giờ rẻ hơn rất là nhiều rồi. Và chiếc này rất là đẹp luôn. Còn bên đây thì em có một chiếc S400 sản xuất năm 2015. Đó, sản xuất 2015 đã lên Maybach rồi mọi người nhá. Còn đồ zin vẫn còn nguyên đây, lốp vành lốp rồi mọi thứ vẫn còn nguyên, zin để đây mọi người nhá. Đó, vẫn còn nguyên. Mọi người muốn về zin vẫn còn nhá, lên được vành Maybach rồi, mặt ca lăng rồi. Đó, logo Maybach. Chiếc xe này bán 1 tỷ 800 triệu đồng mới nhá, rất là rẻ. 2015 1 tỷ 8, cực kỳ là rẻ. Đó. Em sẽ quay để cho mọi người xem. Sau đó em sẽ cập nhật thêm cái thông tin những chiếc xe ở trong nhà mọi người nhá. Đó, rất là đẹp và rẻ. S400 đã được lên Maybach. Biển số Hà Nội, một trong số chiếc xe cực kỳ là hot. Vành Maybach mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Giá rẻ 1 tỷ 8, mọi người đã được sở hữu những chiếc này rồi. Xe của em chạy được 7 vạn km mọi người nhá. Đây 7 vạn km. Đó. Cửa sổ trời đôi, loa Boommaster, hai màn hình, chuột cảm biến thông minh. Rồi đầy đủ, không thiếu option gì cả. Loa boom xịn sò. Đó. Cửa hít đầy đủ. Rất là đẹp luôn. Chiếc này thật sự rất là đẹp và mới. S400. Rất là xịn sò. S400 sản xuất năm 2015 mọi người nhá, 1 tỷ 800 triệu đồng. Chạy 7 vạn km đã được lên Maybach và đồ zin thì vẫn còn nguyên. Rất mới và đẹp. Và đây là chiếc BMW 730 Li. Chỉ 2 tỷ 800 triệu đồng thôi. Rất là mới, mọi người có thể quan sát thấy này. Đó. Chiếc này thì không thiết kế cửa sổ trời đôi như là Mac, nhưng mà cái không gian bên trong rất là rộng rãi và thoải mái. Đây, mọi người nhìn cho em này. Rất là đẹp luôn. Một trong số những chiếc xe sang trọng ở trong phân khúc giới thượng lưu. Cực kỳ là đẳng cấp. Được sử dụng loại Hartmann Caron. Đó. Những chiếc xe cực kỳ là cao cấp và xịn sò. Đầy đủ cửa hít, mọi thứ đầy đủ rồi nhá. Ghế rất là mới vì chạy có 3 vạn km thôi. Những chiếc này chỉ dành cho những anh chị nào mà chơi về BMW hoặc là thích Series 7 thì có thể tham khảo những chiếc xe này. Rất là mới. Còn đây, đây là chiếc E200 sản xuất năm 2014 mà em vừa nói đấy ạ. Cũng rất là mới luôn, E200 2014. Chỉ có 688 triệu thôi là mọi người đã được sử dụng một chiếc xe ở trong phân khúc hạng D rồi. Đó. Rất là đẳng cấp và xịn sò. Thật ra những chiếc này chạy rất là thích này, vì nó lạnh. Lạnh gần như là không có gì mà hỏng cả. Option thì nó vừa đủ dùng, nó không hỏng hóc vặt như những cái xe đời cao bây giờ. Những dòng này bây giờ chạy rất là thích, lành, nó rẻ mà lại được chạy phân khúc cao cấp rồi. Ghế rất là mới luôn. Chiếc này rất là dữ. Rồi em sẽ quay thêm cho mọi người. Quay lại cái chiếc xe chiếc E300 này. Chiếc này mới là siêu phẩm này. Từ những cái mặt ca lăng này, đèn này, rồi tất cả những cái chi tiết của chiếc xe này, vành này, em chắc chắn luôn là không còn một chiếc E300 nào đẹp hơn chiếc này tại thị trường chuyển nhượng thời điểm hiện tại. Và sau này cũng vậy thôi, bởi vì gần như là những chiếc xe như này đã chạy quá nhiều rồi, chạy hơn chiếc này. Rất là đẹp luôn. Có một cái mùi rất là đặc trưng, thơm của Mercedes-Benz khi mở ra. Mùi ghế da của nó rất là đặc thù. Chiếc này phải coi là siêu phẩm. Cửa sổ trời đôi mọi người nhá. Cao cấp và xịn sò cho chiếc E300. Đó. Cửa sổ trời đôi, hai màn hình gối, đầy đủ hết. Nói chung là chiếc này thật sự là đẹp và nó là siêu phẩm. Rồi tiếp theo mọi người nhá, em sẽ giới thiệu thêm những chiếc xe còn lại ở bên trong. Đây là chiếc chiếc GLC này thì em không bán nhé. Chiếc này của người nhà đang sử dụng. Chiếc Carnival em nhận cọc rồi.
Carnival 2022 em nhận cọc rồi, bán 1 tỷ 450. Bản signature, bản full cao cấp. Tiếp theo thì đây cũng là một sản phẩm khá là hay, Chevrolet Trailblazer, một trong số những chiếc xe mà cạnh tranh trực tiếp với Fortuner nhưng giá lại rẻ hơn rất là nhiều. Chiếc này sản xuất 2018 nhưng đăng ký lần đầu năm 2020 mọi người nhá. Khá là mới. Sản xuất 2018 nhưng đăng ký lần đầu năm 2020. Chạy 5 vạn km lốp zin theo xe. Chất lượng thì em sẽ đảm bảo cho mọi người. Vì đây là một trong số những cái dòng mà có tính thực dụng khá là cao, giá rẻ, phục vụ cái mục đích chính là di chuyển và tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Ngoài ra những option giải trí ở bên trong chiếc xe này cũng không kém bất kỳ dòng xe nào ở trong phân khúc này. Nó cạnh tranh trực tiếp với Fortuner nhưng mà rẻ hơn rất là nhiều. Chiếc Trailblazer phiên bản LTZ cao cấp nhất chỉ bán với giá là 725 triệu, sản xuất 2018, màu trắng, đăng ký lần đầu năm 2020, một chủ sử dụng từ đầu, chạy 5 vạn km, 725 triệu. Rất là rẻ và hợp lý thôi. Tiếp theo ở bên đây thì còn một chiếc S500, xin lỗi mọi người, S400, màu trắng, nội thất màu đen, sản xuất năm 2016 mọi người nhé. 2016, màu trắng, nội thất đen. Đó, khá là mới. Trên chiếc này, xe này thì cũng không khác gì những chiếc S400 em vừa quay, nhưng mà chiếc này thì được làm màu trắng, nội thất bên trong màu đen, sạch sẽ và rất là đẹp. Cũng có cửa sổ trời đôi. Chiếc này thì chưa lên form mọi người nhé, chưa lên Maybach như chiếc S em vừa quay. Đó. Rất là mới và đẹp. Hàng hiếm đấy ạ. Và giá thì bây giờ bọn em cập nhật toàn là giá rẻ nhất thị trường rồi, giá êm nhất, cực kỳ hợp lý. Hiện tại chiếc S400 sản xuất năm 2016, S400 sản xuất năm 2016, màu trắng, nội thất màu đen. Giá của chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 2 tỷ 088 triệu mới nhá. 2 tỷ 088 triệu. Rất là rẻ, rẻ, cực kỳ rẻ. 2016 mà S400 giá chỉ hơn 2 tỷ, cực kỳ rẻ rồi. Bên đây thì có một chiếc Mitsubishi Outlander phiên bản Premium 2.0, Premium CVT, hộp số CVT. Xe chạy 5 vạn km biển tịch. Đó, giá rất là rẻ và hợp lý cho người dùng. Ở trong phân khúc này thì em thấy chiếc này đánh giá vẫn khá là cao. Nhiều anh chị vẫn thích bởi vì là nó rẻ và nó phục vụ những khách hàng nào có nhu cầu mua những chiếc xe thực dụng, chạy thì bền bỉ. Fan của xe Nhật thì có lẽ là mọi người cũng không bỏ qua chiếc xe này đâu. Rất là mới. Chạy 5 vạn km bản 2.0 CVT, có cửa sổ trời, có sấy ghế, có đề nổ, có gẩy số vô lăng, có đầy đủ các option. Đó. Hiện tại thì chiếc xe này của bên em đang bán với giá là 720 triệu mọi người nhé. Một trong số những sản phẩm mà em thấy khá là hữu dụng và thực tế với mọi người, Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0, khá là hợp lý, 720 triệu, rẻ, thật sự là quá là rẻ rồi. Ở đây thì ngoài những chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng thì em còn khá là nhiều xe bên xưởng cũng như là một số đơn vị spa em đang để ở bên ngoài, chưa mang xe về. Nên là nếu như anh chị nào có nhu cầu mua chiếc nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox trực tiếp cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo, với fanpage Speedcar, để chúng ta có thể tham khảo và tìm hiểu về những dòng xe của bên em. Ngoài ra nữa thì một địa chỉ khá là tin cậy, các anh chị có thể đến số 91 đường Thành Thái, Trần Thái Tông. Đây mọi người nhìn này, con phố Thành Thái và Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội mới nhá. Ở đây cửa hàng của em thì có khá là nhiều xe để cho mọi người lựa chọn, từ những sản phẩm bình dân cho đến những chiếc xe siêu sang như em đã giới thiệu ở phần đầu video. Những chiếc xe bình thường như là Morning hay Lexus LX 570 cũng đầy đủ các cái form xe, giá cả để cho mọi người lựa chọn mọi người nhé. Đó, các anh chị có thể đến đây và đỗ xe ở ngay tại chỗ này để tham khảo và xem xe. Hoặc là các anh chị có thể alo cho em để em hướng dẫn, em gửi vị trí để cho anh chị tham khảo. Các anh chị ở xa thì có thể di chuyển đến bến xe Mỹ Đình, sau đó chúng ta sẽ liên hệ với nhau và đến cửa hàng em rất là dễ thôi, rất là gần và tìm hiểu một cách đơn giản.
Đó, xin giới thiệu mọi người, em tọa lạc ở ngay ngã tư Thành Thái, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội mới nhá. Cuối cùng thì xin được kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em. Mọi người nhớ cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube này của em mới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.